tuổi rồi. À, em 20 tuổi. Em 21. Em năm nay là được 19 tuổi. À, em là 18 ạ. Chị hỏi trước là em có người yêu chưa? Em chưa ạ. Em có rồi. Dạ chưa ạ. Em chưa ạ. Hiện tại thì em chưa có. Em đã được chăm sóc chưa? Em chưa rồi. Không, không, em chưa ạ. Dạ có. Nhiều chưa ạ? Em xem thì khoảng 1 tuần 2-3 lần đấy thôi. Có xem, có đã từng xem thử. Lần đầu tiên đã chưa chắc là bao nhiêu tuổi? Nhớ cấp 1 ạ. Lần đầu tiên xem là năm 17 tuổi. Dạ các bạn. À, đầu tiên là bạn cho xem, xong rồi... Bạn trai cho xem. 16 ạ. Thế như là cấp 2. Thế bây giờ giả định một trường hợp là mình đang xem sách mà bị bố mẹ phát hiện cả đang thủ dâm nữa luôn. Với danh sách của thủ dâm, tự dưng ông bà già phi vào, thì em sẽ cảm thấy thế nào? Thì bảo là con cũng 18 tuổi rồi, cái đấy là việc để con giải tỏa stress thôi ạ. Dù là bố mẹ hay gì chắc là em không có chỗ chui mất. Chui vào cầm giường, nếu mà cầm giường cao em chui được ấy. Chui vào cầm giường, nếu mà cầm giường cao em chui được ấy. Em ngầu em không nói chuyện hết. Thì là tầm tuổi đấy là em đã đủ tuổi để mà hiểu biết rồi. Em đang xì mũi. Biến rồi, chứ hết là. Chắc là con đủ tuổi tìm hiểu cái đấy rồi thì con nghĩ là con nên tìm hiểu một chút để sau này có cái gì kiến thức để bảo vệ. Con đang làm chuyện sinh lý của con thôi ạ. Vào mấy mạng xã hội bấm nhầm mấy đường link thôi. Em chỉ không nói gì thôi, em kiểu mặt rất lạnh lùng và em bố mẹ cảm thấy mình sợ mình luôn ấy. Em đang phục vụ cho vai diễn của mình đã có một cái casting được. Có phải có cái cảnh này nó hơi nhạy cảm. À, con hơi gầy, con tập thể dục. Tập thể dục tập thể dục mất nước thì phải tiếp nước thôi. Mạnh mẽ lên tí. Là theo quan điểm của em thì cái việc đấy là có sai không? Không, không sai, không có gì sai. Thực ra là việc xem này chỉ là để thỏa mãn bản thân mình thôi. Xấu hổ thì có nhưng mà vẫn là không xấu. Không có gì là không phải mạnh cả. Là không tự nhiên. Xem sách cho con thẩm du thì chắc vì kiểu bị mù sau đi nghe thì câm nữa. Chắc vì kiểu bị mù sau đi nghe thì câm nữa. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Cảm thấy nó không phù hợp với những đó của anh em thôi. Nó xem nó cảm thấy mình ngu đi. Anh nghe không, bởi vì những cái đứa mà kiểu như kiểu như em mà không có yêu thì nó sẽ nó khó và có thể tâm sự với những người khác. Đây là một nhu cầu sinh lý bình thường con người này. Thà làm cuốn hơn là nhịn. Thà làm cuốn hơn là nhịn. Em thích kiểu gì? Kiểu romantic hay là kiểu nhẹ nhàng hay là nó quật kiết kiểu? Em thích gay porn. Em thích gay porn. Em thích gay porn. Động vật. Đấy, nói chung là nó có một câu là khi người phụ nữ mà không cho người đàn ông xuất tinh ấy là thì là người đàn ông sẽ có bệnh đến chết. Những lúc nào mà nói chuyện thì không xem đâu, những là mà có cảnh nóng thì xem. Cái có một cái đi ở trong phòng với em mà. Nhưng mà em muốn nhắn nhủ đến tất cả bố mẹ nói chung trên cả đất nước Việt Nam này là hãy cởi mở hơn, bởi vì khi mà con mình càng biết được cái này sớm thì sẽ nhận thức sớm hơn và có thể bảo vệ được chính mình. Thế nên thế, bác khoa giả thì không phải tiếp nhận những trường hợp mà đi nạo hay là phá thai nữa.